Âu Dương Thệ lại ngứa miệng xuyên tạc khi viết bài bao giờ Nguyễn Phú Trọng biết rút lui để trở lại học làm người tử tế đăng dân làm báo ngày 2 tháng 9 năm 2022, gây nhiều bức xúc trong cư dân mạng. Dù có ngụy biện tinh vi, xảo quyệt, đắt léo đến đâu, thì bạn đọc vẫn nhận diện được ít nhất 5 luận điệu trong bài viết của Âu Dương Thệ bịa đặt, xuyên tạc, cố tình bôi nhọ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chắc chắn, chúng tôi không cần phân tích nhiều, thì cư dân mạng vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai khi nhìn vào thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm cho dân, cho nước, cho đảng. Đó là luận cứ thiết thực nhất phủ định sự xuyên tạc của Âu Dương Thệ. Bởi lẽ những công hiến của Tổng Bí thư là quá rõ ràng, nhân dân được hưởng thực sự, đất nước được tôn vinh hẳn lên, cả gần 100 triệu nhân dân Việt Nam luôn thán phục, ngưỡng mộ, tin tưởng vào tài đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều dễ thấy nhất là biểu thị sự đồng tình, quyết tâm cao với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Từ đó góp phần quan trọng làm trong sạch đội ngũ cán bộ các cấp và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thời gian qua có rất bài viết, bài thơ, phần lớn của quần chúng nhân dân xuất hiện trên các báo, trang mạng xã hội chứa đựng tình cảm hết sức chân thành và niềm tin yêu dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các bài viết đều thể hiện chung suy nghĩ về một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư duy chiến lược, luôn luôn trăn trở, lo toan cho dân, cho nước, nói đi đôi với làm và quyết tâm làm bằng được, một con người trọng danh dự, có lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, liêm chính, khiêm nhường, thân thương, gần gũi nhân dân, hội tụ đủ phẩm chất là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Nhân dân đều bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sức khỏe, minh mẫn, tiếp tục cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong giai đoạn phát triển mới. Mỗi quyết sách, hành động, việc làm, lời nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều có giá trị thực tiễn sâu sắc, ích nước, lợi dân, đem lại hiệu quả thực sự, nhân dân luôn vui mừng, tin tưởng, kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước nhờ vai trò của Tổng Bí thư. Lịch sử dân tộc Việt Nam thời nào cũng thế, mỗi khi đất nước đứng trước những thử thách lớn lao thì bao giờ cũng xuất hiện những anh hùng hào kiệt. Tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chính là tinh thần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của toàn dân, của cả dân tộc Việt Nam. Tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chính là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong điều kiện mới. Tinh thần ấy được sáng tỏa qua thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, không chỉ được nhân dân trong nước và Việt kiều quý trọng mà còn được nhiều lãnh đạo, nhân dân thế giới ghi nhận, tôn trọng. Vậy mà tiếc thay, vẫn còn những kẻ mắt mù, tâm đen xuyên tạc, hòng bôi nhọ hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tóc sáng luôn sáng mọi nơi, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sáng thông lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Một Âu Dương Thệ hay cả tỷ kẻ như Âu Dương Thệ dù có tận tâm vắt héo não thì vẫn không thể che nổi viên ngọc sáng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.